Cái bể này là để Pet Garden nuôi muỗi, đấy, nuôi sinh sản muỗi nhân tạo, nuôi bọ gậy và lai tạo cho nó kiểu cho ra albino các kiểu. Con này không thả con rồi, con thì tí chỉ cần cho đá nổi vào cái mẹ nó. Đây là giờ này bán thêm cả lá cây lá cảnh này. Rồi nào ai phụ trách mảng này đấy. Vui rồi, anh vui rồi, chơi cả mảng này à? Cái này cũng rẻ đúng không? Thế yeah. Anh cu rồi. Bao giờ anh đến? Nó xin đấy. Xin. Anh vừa mới mua cái bể cho con ra hiện đây rất cô mẹ, nó đang thiếu cây. Cây này nó cũng hỏng. Mua ở đâu được cho mà? Anh gì nhỉ? Anh diễn viên Huỳnh anh tặng là nhận bạc. Nó có làm bằng bạc không? Si vở ấy. Tao phải sớt xem nào. Nghe là đấy. Bao tiền một con? Em nhà nhân viên. Chưa nhìn thấy con nhận đâu. Thôi quay đây. Tôi nói thật là cái này lời này tôi xin gửi đến anh Thành Vietpet, trừ lương, đơn giản nhất. Silver. Thì hôm nay tiện tao có việc ra đến đây, tao tưởng là làm cửa hàng đây rồi là xong hết rồi mới mở cửa hàng chứ. Không làm khai trương các thứ gì à? Thả là tao thấy tự thấy mở này, tao thấy khai trương. Tao xem lại. Đây là con gì mày? Nó có gì à? Đấy không mày? Vietpet là không chưa con pet gì. Mấy cái bể này là có gì luôn đấy. Ở đây có bọn hermit crab này, cua ẩn sĩ, hermit crab. Còn hồn là tên từ ngày xưa đội trẻ con gọi. Cái này là con cua anh em ạ, càng to càng bé. Cái ốc đâu là không phải tôm đâu. Bình thường là cái mai cua nó to nó cứng ấy, nhưng mà con này cái thân của nó rất là mềm, nó yếu đuối cho nên nó cần chua vào ốc. Thật mày dập bẹt phát con Silver này mày mới tiền mấy trăm lít. Người ta đừng bắt được con chó bất sệ. Và việc Vietpet nuôi cả bully à, nghịch chi nhở, đẻ ra cái nọng sớm ấy. Thế thì anh múc tạm đây để cho này không có pet nào mẹ. Trưng nhưng mà đang chưa có pet nào mà trưng. Ôi trưng cả pet chứ để anh múc đúng cát này về là hợp lý rồi. Anh em ơi, nhân viên ở Vietpet bảo là tôi bán hộ cái này với. Thì thực ra là cái này nó rất là hay. Ngày xưa tôi săn và nói có. Nếu Trung Quốc có thôi thì nhập những thứ cũng khó, đây bán 150. 150 thực ra là cũng khá là ok. Cái này là cái lồng để đựng để đèn bên trong. Đánh con pet nó chạy nhảy rồi va đập tu vào rồi hỏng bóng đèn, và hỏng bóng đèn là một chuyện thôi. Nhưng mà nó còn có thể gây ra cái việc là con pet nó có thể bị tổn thương vì cái vấn đề hỏng bóng đèn đấy, hoặc là bị giật điện chết luôn. Thật lý phết nhỉ? Thế ông bảo như nào? À đây, màu so đây. Đấy, khi mà chúng ta gắn chết mấy cái ốc này lên trên nóc này. Đúng rồi. Đây có ốc đi kèm luôn này. Đấy, mở này ra rồi vặn vào thôi. Đấy, có hợp lý. Được. Xin nhé. Đèn UVB 3.0, cái đèn sưởi ấy, chủ yếu là đèn sưởi. Thì ngày trước là dán lên biết là 80. Đấy. Nhưng mà bây giờ là còn 30 một cái, 30 đúng không? Hiện tại bây giờ là 30.000. Anh em nên mua tầm chục cái về để nhà dùng dần, thì vẫn có 3 lít thôi. Mà nếu mà chẳng may mà bọc hỏng thì anh em có hộp sẵn để thay, chứ không phải chờ ship nữa. Chờ ship vài ngày, thực ra là bọc bét nó không làm sao đâu, nhưng mà mình nóng ruột đấy, đúng không? Mà cái bóng này cũng bé tí, anh em mua chục cái để trong góc tủ hay là gì đấy thì nó cũng không có chỗ đâu. Cái chỗ để mã QR này cũng rất là đẹp đấy, khắc luôn Việt Pet Garden đẹp vãi chưởng. Tại sao lại để cái giấy như này? Quả nhìn nó bay phấp phới này, khắc gỗ luôn thế này. Đáng nghĩa là đã khắc này rồi nhá, khắc con mẹ cả mã QR này vào cái tấm gỗ luôn. Hoặc là đơn giản hơn là in theo kiểu có background, xong rồi vẫn là mã QR, đây có background kiểu rũ thủng các thứ, in kiểu in ảnh ấy. Các bạn nhìn tờ giấy này. Thì tôi đang khám phá ra là bên Vietpet đang giấu giếm một con trông khá là hay. Tôi vừa mở ra con này trông khá là hay, là con này lúc nào tôi tưởng, tôi nhìn từ xa tôi tưởng nó là Leopard Gecko nhưng mà không phải. Nó lại bám tường được. Đấy, khi mà tôi mở ra thì bên dưới này có một con màu sẫm hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Tôi thích con màu sẫm như này. Ok anh em ơi, cái hôm nay thì tôi lượn qua Vietpet để tiện thì lên Hà Nội thì lượn qua xem cửa hàng mới như nào thôi, nhưng mà vẫn chưa hoàn thiện anh em ạ. Cho nên là cũng không có gì để anh em xem ấy. Thì nhân tiện là có con dở hơi này ở đây. Đấy thì vừa xong mình không biết con này con gì và mẹ gì nhỉ? Cửa hàng trưởng Vietpet chi nhánh miền Bắc Cường Mặt Sệ đã nói cho tôi biết con này nó là Whiteline Gecko. Thì thực ra là cũng đúng thôi. Em nhìn thấy con này nó như thế này thì nó là cái Whiteline, có nghĩa là tắc kè sọc trắng anh em ạ. Hoặc là có thể gọi là White Strip Gecko. Đó là con này ra ngoài thì tôi tự tin bắt rất là dễ, bởi vì là tôi có kinh nghiệm mà bắt thạch sùng bằng tay không rồi. Con này cũng không cắn không gì nhỉ, xịn đấy. Nhưng mà con này chạy thì nó bắt được rất là đơn giản. Ui xịn đấy, trông nó gầy như tôi đấy anh em ơi. Ui đẹp thật đấy, đúng là mẹ gầy đẹp thật. Chỉ những người gầy mới biết là cái đẹp như nào. Ui đẹp vãi đấy. Mà nó còn hiền chứ, nó còn không chạy nhảy gì lắm. Con này là tắc kè ban đêm, cho nên anh em nhìn thấy cái mắt của nó đang có hết cả cái đồng tử rồi. Đấy, nó thích tôi này. Đấy nhá. Đang chờ về Pet tặng. Sao nó tặng luôn mà. Nó không cắn luôn anh em ơi. Con này là không có cái chức năng tự vệ nào ấy. Trời, trong cái sợi chip nó đẹp nhỉ, sợi chip thẳng vãi đái luôn. Còn một con này bên này màu nâu nâu đậm đậm. Đây tôi mở con này ra, con này nhanh nhẹn hơn đấy, tí nữa mình sẽ cầm con nâu nâu. Con nâu nâu vừa đấy mình cầm thử rồi, thấy nó cũng khá là ok. Nhưng mà được cái bọn này nó không giữ, nó không tấn công luôn ấy. Đấy, con này màu sáng sáng hơn này. Nên hình con nào đẹp hơn? Đấy, con này màu xám xanh này. Đẹp nhỉ? Tiện diện của nó bằng cách là nó có cái sượt chip, nó có cái sọc. Con này nhanh đấy, trông tôi thấy nghe review bảo nhanh lắm, nhảy nhót cái kiểu, nhưng mà nó chính ra nó cũng không nhanh bằng con ra gần đây. Và quan trọng nhất là nó không tấn công anh em ạ. Đấy, đỡ thế này thì một lúc sau là sẽ quen. Hầu như con nào cũng thế thôi. Thì đấy, con này tên là Whiteline Gecko, hay còn gọi là Skunk Gecko, có nghĩa là cái gì nhỉ? Tắc kè trồn. Đấy không? Ừ đúng rồi. Tôi nghĩ là cái tên đấy ấy à. Từ từ lên đi, con này nhảy nhiều quá. Mà công nhận là con này nó hay chạy nhảy, có nghĩa là cái trường hợp mình tương tác với nó, mình bắt ra chơi thì nó hơi khó khăn một tí, nhưng mà quan trọng nhất là nó không tấn công, nó không cắn, nó không gì cả. Nó hiền lành hơn là Tokay Gecko rất nhiều, và kể cả ra gần đây cũng nếu mà nó chưa quen với mình thì nó cũng có thể cắn mình. Đấy thì sau khi biết tên của con đấy thì mình cũng đã tìm hiểu qua một số thứ. Thì anh em có thể nhìn thấy ngay từ đầu là con này nó có cái chân kiểu rắc mút giống như là bọn hao gecko, bọn thạch sùng ấy, hoặc là với cả con Tokay Gecko, là nó có thể bám lên tường được, nó leo trèo linh tinh. Đấy, con này mắc size nó sẽ rơi vào khoảng tầm 9 đến 10 inch, là rơi vào khoảng tầm 22 đến 25 cm gì đấy. Con này thì cũng gần mắc size rồi. Cũng phải, con này cũng phải 20 hoặc hơn 20 rồi. Người gầy nhỉ, mà đây là loài này nó thế chứ không phải do con này nó gầy. Tuổi thọ bọn này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10 đến 20 năm. Bọn này thì đấy, như tôi đã nói là nó có xu hướng ít hung dữ hơn so với các kho hàng gần của nó là con Tokay Gecko, là con tắc kè ngâm rượu của chúng ta. Nhưng mà bọn này vẫn có thể cắn nếu mà cảm thấy bị đe dọa. Cho nên là khi anh em chơi với nó thì không nên tóm người nó hay là bắt nó theo kiểu thô bạo quá, có thể nó sẽ cắn trả. Anh em như tôi thôi, đấy là hứng nó thôi, đỡ nó thôi. Đấy, sau một lúc mà mình đỡ một lúc nó cảm thấy nó không chạy được khỏi mình là nó nằm im rồi này. Vừa nói xong, con chó này, vừa nói xong. Như em đã thấy là mắt con này thì nhìn mắt là chúng ta sẽ biết được con này nó là loại tắc kè sống về đêm. Khi mà tối thì cái phần đen đen này nó sẽ giãn ra, tròn hẳn ra. Đấy, nhìn rất là rõ, còn khi mà ban ngày nó sẽ co lại hết như thành như thế này. Đây, ban ngày khác hẳn so với bọn dây đây luôn. Dây đây là mắt tròn đen hẳn luôn. Thì mắt con này nó cũng tương tự như là bọn Tokay Gecko ấy, nó không giống như là bọn Leopard Gecko. Leopard Gecko sẽ nó có mi mắt để nó nhắm mắt lại được. Bọn này thì nó sống về đêm mà nó không nhắm mắt lại được, cho nên nó phải co giãn đồng tử để thích nghi với ánh sáng. Bọn này thì chúng ta có thể nuôi theo kiểu bầy đàn được, có thể nuôi cùng với cả những con tắc kè khác cùng loài. Nhưng mà khuyến cáo là không nên nuôi hai con đực với nhau. Thực ra thì các con tắc kè, các loại tắc kè khác cũng gần như thế thôi. Gần đây này rồi Leopard Gecko này cũng như thế. Chúng ta không nên nuôi hai con đực cùng nhau, nó có thể sẽ tấn công nhau. Một là vì lãnh thổ, hai là vì gái. Đấy, về vấn đề nhà ở thì chúng ta có thể nuôi trong một cái bể kính cạn với chiều cao tương đối. Nói chung là cũng như là các con tắc kè có thể bám tường khác thì nên nuôi bể cao một tí. Cũng bể chắc là cũng tương đương với cả bể của gen đấy các cô là ok. Ngoài ra thì trong chuồng thì chúng ta nên làm một cái hang để cho nó chui vào trú ẩn. Đấy, như tôi đã vừa nói thì nó sẽ cảm thấy an toàn hơn rất là nhiều. Nhưng mà cái hang cho con này thì chúng ta nên làm cái loại hang kiểu thẳng đứng ấy. Về nhiệt độ của con này thì bọn này nên sống thoải mái ở trong cái ngưỡng nhiệt khoảng tầm từ 26 đến tầm 32 độ vào ban ngày, và ban đêm nó sẽ rơi khoảng tầm 21 đến 23 độ thôi. Nếu mà ban đêm mà nhiệt độ xuống sâu quá ấy, như kiểu mùa đông miền Bắc ở Việt Nam ấy, thì chúng ta nên lắp một cái sưởi, không cần phải cái sưởi đêm ấy để bật ban đêm, không cần thiết phải để cho cái nhiệt độ nó lên cao quá, mà lên đến khoảng tầm 22 độ là ok. Chúng ta bật sưởi là để cho là cái nhiệt độ thấp nhất nó đạt ngưỡng nhiệt mà con pet nó có thể chịu đựng được, chứ không cần thiết phải cho nó sưởi căng thẳng căng quá, thì như thế là rất dễ bị sốc nhiệt. Nếu mà khi chúng ta bắt ở trong cái chuồng ra, bắt ở chuồng ra ngoài thì vẻ bên ngoài đang lạnh, bên trong chuồng nó nóng vãi cứt, thì làm gì nó chả sốc nhiệt, nó chết. Cũng giống như các loài sống về đêm khác thôi, nó không cần phải phơi nắng, không cần phải có ánh nắng, ánh sáng tự nhiên, nhưng mà nếu mà có UVB nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Còn về độ ẩm thì hay là nước uống thì chúng ta nên để độ ẩm khoảng tầm 75% gì đấy. Đấy, còn nước uống thì hàng ngày và vào sáng sớm chúng ta có thể xịt nước lên trên các cái tán lá ở trong cái chuồng để nó có thể uống nước từ trong đấy ra là hợp lý, là ok. Hoặc là phun thẳng vào mặt nó có thể liếm nước ở trên mặt nó được. Con này lưỡi rất là dài anh em ạ, nó có thể liếm lên cái mắt của nó luôn. Thế hầu hết bọn gecko là nó sẽ như thế. Thức ăn thì bọn này là cũng ăn uống thì cũng như các loại tắc kè khác thôi, là có thể cho ăn sâu dế hoặc là rán chứ gì đấy, miễn là con mồi là không quá to là ok. Và khi cho ăn chúng ta nên phủ thêm bụi, thêm bột canxi với vitamin vào để cho nó bổ sung chất đầy đủ nhất. Con bé thì con non thì sẽ cho ăn hàng ngày, còn con to có thể cách ngày hoặc là cách 2 ngày cho ăn một lần cũng được. Nói chung là khi mà tôi tìm hiểu qua về bọn này thì nó cũng cách nuôi nó cũng gần tương tự như là một số loại gecko khác. À, cũng không có gì là khó khăn quá cả. Lại nhảy. Đấy. À, đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm, tôi được sờ thử con Whiteline Gecko này, con tắc kè trồn này, Skunk Gecko. Tên cái chữ đấy đọc nghe khó chịu thật đấy. SKUNK. Thì tôi thấy con này hình dáng mà có nghĩa là hình thể nó không được mập mạp, to béo, cơ bắp, cho nên là có thể là nhiều người không thích. Nhưng mà tôi thấy khá là thích con này. Và quan trọng nhất là nó rất là hiền. Nó chỉ nhanh nhẹn, nó chỉ chạy nhảy linh tinh thôi. Nhưng mà nó lại không tấn công, không gì cả. Đây là lần đầu tiên tôi sờ con này luôn đấy. Và cái lai cực kỳ đẹp luôn. Đây tôi thử cầm con màu tối hơn. Đây, con này là con tôi thích hơn. Màu nó tối hơn. Tôi không thích mấy con sáng sáng quá. Đấy, nó nhảy nhảy này. Ấy, nhảy, nó nhảy như bay luôn đấy. À, ra đây, đây con. Baby. Ok. Đấy, nó rất là nhanh luôn nhưng mà quan trọng nhất là nó không tấn công anh em ạ. Đấy là đủ rồi. Chúng ta có thể đuổi theo bắt nó cả ngày cũng được. Miễn là nó không cắn chúng ta đúng không? Nó chỉ nhảy thôi. Đấy, tôi thích con này hơn này. À, sau khi tiếp xúc một thời gian thử thì tôi đánh giá con này là khá là đáng nuôi và khá là hay ho. Quan trọng nhất là chúng ta là sợ tắc kè cắn, nhất là con Tokay đúng không? Tokay mà như thế này mà bắt nó là nó đớp cho không trượt phát nào luôn. Ngày trước tôi bị... Ôi giời! Đấy, đẹp vãi. Ngày trước tôi bị con Tokay Gecko nó cắn vào đầu ngón tay mà suýt mất một mẩu thịt ở đấy đầu ngón tay luôn. Đấy, trên tay tôi đang là hai hệ khác nhau, phân biệt giữa ngày và đêm. Con này là sống ban đêm này, anh nhìn mắt nó khác hẳn luôn đúng không? Đấy. Còn đây là đây này, sống ban ngày này. Mắt nó tròn xoe luôn, đen xì luôn. Thì tôi thề với anh em, tôi chắc chắn là anh em nào mà nhìn hai con này, cả các chị em, các anh em thì sẽ đều thích con gen đây hơn. Bởi vì là nó mập mạp này, nó màu mè hơn này. Nhưng mà... tôi... các bạn tại con này người nó dài dài giống như là tôi ấy. Con này trông hay vãi ấy. Đấy, hai con. Hai thái cực khác nhau. Ngày và đêm. Rồi, ok, thế là vừa xong tôi đã đưa các em đi xem Vietpet mới như nào. Thì thực ra chưa có gì mấy thì... à, may quá tôi lại vớ được con này ở đây. Thế mà đội Vietpet không báo cho tôi, cường nhá. Có con này đâu báo gì cả. Hay vãi. Thế là tôi đã quay review qua cho anh em về con này. Anh em nào thích con này có thể liên hệ với Pet Garden. Chứ tôi thề với anh em luôn là tôi chơi bò sát cũng được gần 10 năm rồi. Nhưng mà tôi chưa tìm thấy con này luôn. Chưa nhìn thấy con này bao giờ luôn. Chứ là đợt này mới có con này xuất hiện. Đấy, cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em đã xem clip này. Nhớ like, share, subscribe kênh YouTube tôi nhé. Tạm biệt.